xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người em Pitbull. Đây, em này nào hôm trước mình có review rồi. Em này đã được cắt tay. Đây. Hôm nay mình quay cho mọi người xem nó cắt tay thì nó ngầu nào ấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Mặt rất là ngầu luôn này. Đấy. Mình để đây cho mọi người xem này, nhìn mặt nó này. Cắt tay đi rồi mọi người nhìn nó rất là ngầu luôn. Đấy, nhìn mặt rất là lì. Đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Đẹp không? Rất là đẹp luôn này. À, cho nó xuống đây cho nó chơi nhá. Đấy, cái bọn này nó rất là nghịch. Cực kỳ ham đồ luôn. Đấy, thấy chưa? Này, đây này. Bọn này nó cắn này. Bọn này là cái dòng chó chiến nhá mọi người nhá. Đấy. Bọn này là nó mà cắn con nào là nó không nhả đâu. Đấy, mọi người có thể xem các video trên mạng ấy. Nó mà đã cắn nhau nó có nào là nó càng máu nó càng hăng á, cắn này, nó cắn cho đứt thì thôi, và nó chết thì thôi này. Đấy, nên mọi người nếu mà nuôi cái này mà dắt đi ra ngoài mọi người phải chọn mõm nha, không được để thả rông nó đâu, thả rông nó là rất nguy hiểm. Mọi người thấy không, nó cắn từ đấy rồi này. Lôi giật nó không ra, nó phải tự nhả cơ. Đấy. Đấy, giật rồi, giật rồi. Đúng rồi, giật rồi. Đấy, nó gặp được rồi. Mọi người nhìn thấy đẹp không? Em này, em đúc mai hoa luôn. Rất là đẹp. Đấy, chân trắng, đuôi trắng, đầu trắng. À, bên đầu mẹ trắng. Đấy, khắp con cổ trắng luôn nhé. Bắt đi. Đấy. 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 Em này màu sô-cô-la đấy mọi người nhá. Đấy, con này là đồng cũng có lông xét người. Đấy, đồng nó xét người. Nó không phải đồng dòng lông dài. Ê, em này em đực nhá mọi người nhá. Đây là cũng đực nhá. Đấy, thấy mình chưa? Cái bọn này rất là nóng ấy. Đấy. Thấy chưa? cái dòng bỉ này, hai cái dòng nó cực kỳ ham đồ luôn. Đấy, nó cắn này. Đấy. Mỏi chưa? Mọi người thấy không? Cái dòng Pitbull này là khi dòng cái tay đi nhìn nó rất là đẹp. Đấy, tay nó cắt đi này, tay nó sẽ dựng lên nhìn nó rất là ngầu. Còn bình thường mọi người nhìn nó hiền hơn thì đấy, nhưng mà cắt tay đi nhìn mặt nó ngầu lắm. Rất là dữ tợn. Dắt này đi ra ngoài đường là cũng ít người đang động đến các bạn lắm. Này mua trong nhà, trong chuồng trại, trong vườn này rất là tốt, sủa rất là to. Nhưng mà nó dữ hay không là nó cũng tùy thuộc vào các bạn nuôi nhá. Nếu mà các bạn nuôi và các bạn cho nó tiếp xúc với người nhiều ấy, thì nó sẽ rất là thân thiện với người khác. Mọi người thấy không? Thấy có thỏ không? Đấy, cắn chưa? Rồi, mình review cho mọi người đến đây thôi. Đấy, review cho em cũng buông nó cắt tay thì nó như thế nào. Đấy, lấy hôm nữa mình sẽ review cho người cả em Rubber Man cắt tay đó. Rubber Man cắt tay thì mình có quay video rồi. Đấy, buông rồi. Đấy. Người thấy chưa? Nói chưa? Ôi, khủng lắm. Thôi, đó, rồi. Xin chào mọi người, các bạn gặp lại các bạn trong những video là sau của mình nhá. Đấy, đây là Pitbull nhá mọi người nhá. Đấy, dòng chó chiến binh.
Đấy, rất là đẹp luôn, rất là ngầu. Đấy. Mời đúng không? Rồi, bye bye mọi người nha.